Xin chào bà con, rất vui được gặp lại bà con trong chương trình khởi nghiệp. Chương trình khởi nghiệp thì đang có mặt tại nhà nông hộ Hoàng Văn Thanh ở xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Ngày hôm nay thì ông Thanh sẽ tiến hành nhập lứa gà mới, đồng thời đánh giá tổng kết lứa gà đầu tiên với chương trình khởi nghiệp. Liệu hiệu quả kinh tế thu về có được như ông Thanh mong muốn? Câu trả lời sẽ có ở phần tiếp theo của chương trình. Tuy nhiên trước hết xin mời bà con hãy cùng chúng tôi điểm lại một số thông tin về nông hộ này nhé. Ông Thanh sinh ra ở một gia đình thuần nông nên đã quen với công việc ruộng vườn. Những lúc nông nhàn, ông chăn nuôi thêm con gà, con lợn để có thêm thu nhập cho gia đình. Thế nhưng, được mùa giá rẻ như cho, đến khi đắt đỏ lại lo mất mùa. Đây là thực trạng nhiều bà con nông dân luôn gặp phải và ông Thanh cũng không phải ngoại lệ. Thì nuôi tới 300 con gà mía đẻ. Thế thì cái dịp đó lại phải cái thời giá nó xuống thấp quá. Có mấy trăm đồng một quả trứng gà đẻ ra. Thế mà giá thành mà nuôi phải 1.500. Thế mà bán có mấy trăm đồng. Vậy là thua lỗ triền miên mấy tháng rồi. Không chỉ có vậy, kiến thức chăn nuôi với ông Thanh mới chỉ là những kinh nghiệm tự tích lũy và còn nhiều hạn chế. Vì thế, dịch bệnh xảy ra và hao hụt nhiều. Và đó chính là lý do ông Thanh quyết định tìm đến chương trình khởi nghiệp của VTC16. Tức là người chuyên gia đã cầm tay chỉ việc cho người nông dân để biết được cái cách chăn nuôi, biết được cái cách phòng trị bệnh và chuẩn đoán được bệnh và chữa được bệnh. Đấy thì chúng tôi thấy rất là hay, tâm đắc lắm. Và từ đó là gia đình đã quyết tâm viết đơn lên với chương trình khởi nghiệp. Hồ sơ của ông Thanh đã được ban tổ chức của chương trình khởi nghiệp lựa chọn để khảo sát vào hồi tháng 4 năm 2018. Trong chuyến khảo sát đầu tiên vào cuối tháng 5 năm 2018, ông Thanh đã xuất sắc vượt qua các tiêu chí của chương trình để trở thành nông hộ của chương trình khởi nghiệp. Tham gia chương trình, ông Thanh được chuyên gia hướng dẫn cách thiết kế chuồng nuôi, toàn bộ quy trình chăn nuôi gà an toàn hiệu quả. Quá trình tham gia chương trình, ông Thanh luôn tỏ ra rất cẩn thận, chu đáo và nắm bắt kiến thức chuyên gia truyền đạt rất tốt. Không chỉ vậy, ông Thanh còn có nhiều sáng chế hữu ích phục vụ chăn nuôi. Tôi đánh giá anh Thanh là một cái hộ rất là cẩn thận từng chi tiết một chứ không phải là cẩn thận nói chung, cẩn thận từng chi tiết một. Vừa qua cái theo dõi về cách làm chuồng cũng như cái khâu chuẩn bị nuôi gà con, thì một mặt là từ cái đức tính sẵn có, phần thứ hai nữa tức là anh cũng rất là chịu khó học hỏi ở trên các cái số khởi nghiệp của chương trình VTC và anh ấy sẽ chắt lọc những cái gì tốt nhất anh dành cho mình. Thế nên nó thể hiện ở trên cái công việc làm chuồng cũng như cái công tác tổ chức sản xuất là rất tốt. Hoàn thiện thu hoạch vụ nuôi đầu tiên từ tháng 2 âm lịch. Thế nhưng đến thời điểm này thì ông Thanh mới quyết định nhập giống lứa gà tiếp theo. Điều đó đồng nghĩa với việc là hiệu quả kinh tế trong một năm chăn nuôi của ông Thanh sẽ bị giảm đi. Vậy thì tại sao ông Thanh lại có quyết định như thế này? Sau khi kết thúc vụ nuôi đầu tiên với chương trình khởi nghiệp, ông Thanh nhanh chóng dọn dẹp, vệ sinh sát trùng chuồng trại. Thế nhưng, để tiếp tục ngay một vụ nuôi mới tại thời điểm đó thì ông Thanh vẫn còn khá băn khoăn. Giá quả thị trường trong cái giai đoạn vừa rồi đấy là nó chỉ ở cái ngưỡng hòa hoặc là lỗ, cho nên dẫn đến người chăn nuôi là không được hào hứng lắm với việc chăn nuôi gà. Đấy. Chăn nuôi gà nó ảnh hưởng cái như thế. Thế cho nên mà cũng lại phần thứ hai nữa là do cái thời tiết trong cái giai đoạn vừa qua là mùa hè, năm nay là một mùa hè nắng nóng, cho nên tôi cân nhắc rất nhiều không dám vào gà trong cái giai đoạn mùa hè. Như vậy ông Thanh đã chọn phương án an toàn là bỏ trống chuồng. Điều này sẽ giúp ông giảm thiểu nguy cơ rủi ro về giá cả cũng như thất thoát gà do thời tiết nắng nóng. Thế nhưng với quyết định này, nguồn thu trong năm chắc chắn sẽ giảm so với kế hoạch. Những băn khoăn và quyết định của ông Thanh là có cơ sở. Bởi nửa đầu năm 2019 được xem là thời điểm vô cùng khó khăn với người chăn nuôi gà trên cả nước. Khi mà giá gà lông màu luôn ở mức thấp trung bình từ 60 tới 65.000 đồng một kg,
kết hợp với điều kiện thời tiết miền Bắc liên tục có các đợt nắng nóng kéo dài, ảnh hưởng không tốt tới sự sinh trưởng phát triển của gà, nâng cao chi phí sản xuất, ảnh hưởng đến thu nhập của người dân. Không may cho cái chăn nuôi gà nói chung của năm 2019 và nó bắt đầu từ thời điểm của Tết Nguyên đán năm ngoái. Cho đến thời điểm này thì giá gà nó vẫn chỉ xoay quanh trong cái trục 70, thậm chí có lúc xuống chỉ còn có 62. Mà nuôi con gà Lạc Thủy thì cái điểm hòa vốn của nó, gia đình nào nuôi tốt là 52 và gia đình nào nuôi bình thường 60. Cho nên đối với lại các cái hộ chăn nuôi mà nếu như không có một cái kỹ thuật cao cộng với lại cái vốn trường mà vốn phải đi vay thì quả thật là với một cái thời điểm giá như vậy thì nuôi là thường thường là bị hòa và thậm chí khi lỗ. Lúc này thời tiết miền Bắc đã bước vào thu, khí hậu dần trở nên mát mẻ. Bên cạnh đó là những tín hiệu vui từ thị trường. Giá gà đã bắt đầu cải thiện ở mức 70-75.000 đồng 1 kg. Đây chính là thời điểm thích hợp để ông Thanh tiến hành nhập giống lứa gà mới. Qua rút kinh nghiệm của những lứa gà trước thì lứa gà này thì chúng tôi đã rút được ra rất nhiều những cái bài học để mà làm sao cho nó đạt được cái kết quả tốt hơn. Đấy thì tôi sẽ tin tưởng nhiều về cái lứa gà này và hy vọng rất nhiều để làm sao mà lứa gà này tương lai là sẽ có lãi. Có vẻ như là ông Thanh đang rất quyết tâm với lứa gà mới. Lần này ông Thanh vẫn chọn phương án an toàn bằng cách giảm quy mô nuôi. Thay vì 2.000 con gà giống như vụ trước, vụ này ông chỉ nhập 1.000 con. Một mặt là để tiện cho việc chăm sóc, quản lý, mặt khác là để dự đoán thị trường cho vụ nuôi tiếp theo. Trong lúc để chuẩn bị cho lứa gà mới thì tôi đã làm đầy đủ các cái quy trình để chuẩn bị cho nhập một lứa gà mới. Như là tiêu độc khử trùng, rồi là chuẩn bị các dụng cụ để chuẩn bị cho một lứa gà mới. Thế thì trong đó là có cái việc tôi làm quây úm tôi làm trước cách đây khoảng 5 ngày. Đấy. Rồi là phơi chấu, là chuẩn bị quây úm các thứ, là kết hợp công tác tiêu độc khử trùng cho chuồng trại, cho đàng hoàng đâu đấy. Tám giờ sáng, xe chở gà giống đã có mặt tại nhà ông Thanh. Cũng như vụ trước, vụ này ông Thanh đặt mua con giống ở cơ sở sản xuất giống của anh Bùi Đông Giang, một nhân vật trong chương trình khởi nghiệp. Chú ơi, đây lần này cháu giao gà cho chú ơi, cháu phải chuyển bằng cái xe này vì mùa này nó nóng nên là xe này sẽ chuyên dụng để chở gà. Và nó có quạt hút ra như này thì nó mới đảm bảo. Vâng. Đúng rồi. Nếu quý vị vẫn chưa kịp nhớ ra anh Giang là ai thì hãy cùng chúng tôi điểm lại một số thông tin về nông hộ này. Gà Lạc Thủy, giống gà bản địa quý có nguồn gốc từ huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Đây là một trong những giống gà nội thuần nhất, đồng nhất về ngoại hình và có nguồn gen đặc hữu. Gà Lạc Thủy có màu lông đẹp, nhanh lớn, thịt thơm ngon. Đặc biệt, giống gà này có tốc độ mọc lông siêu nhanh, chỉ sau 1 tuần tuổi đã mọc hết lông cánh. Sau 4 tuần tuổi, có thể phân biệt trống mái qua đặc điểm ngoại hình. Nhờ mọc lông sớm nên gà có sức đề kháng tốt với thời tiết quanh năm. Đây là đặc điểm nổi bật nhất của giống gà Lạc Thủy mà không giống gà nào khác có được. Gà Lạc Thủy đang được nhiều nông dân lựa chọn để khởi nghiệp và đã thành công. Năm 2017, anh Bùi Đông Giang tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình đã đăng ký tham gia khởi nghiệp cùng VTC16 với mô hình nuôi gà Lạc Thủy sinh sản, bán giống. Với sự đồng hành của các chuyên gia khởi nghiệp VTC16, gà giống được sản xuất ra từ trang trại của anh Giang đã có chỗ đứng trên thị trường. Tháng 3 năm 2018, anh Giang đã thành lập hợp tác xã chăn nuôi, phát triển thương hiệu gà Lạc Thủy tại địa phương. Hợp tác xã có diện tích sản xuất là trên 30.000 m², trung bình mỗi tháng cung cấp ra thị trường khoảng 123.000 con giống. Gà giống sau khi ra lò được chủng ngừa vaccine đầy đủ và vận chuyển đến tận nơi phục vụ khách hàng. Và với cái sự hỗ trợ và giám sát chặt chẽ của chuyên gia thì tôi cũng tự tin rằng là cái sản phẩm gà Lạc Thủy đi ra từ cơ sở của chúng tôi là được tiêm phòng đầy đủ, con giống khỏe mạnh nhất hiện nay. Hợp tác xã chăn nuôi gà Lạc Thủy đã được Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Hòa Bình chứng nhận là cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh.
bà con quan tâm tới giống gà Lạc Thủy có thể liên hệ tới anh Bùi Đông Giang tại địa chỉ Hợp tác xã nuôi gà Lạc Thủy, địa chỉ xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Số điện thoại 0983 925 668. Như thông lệ, ngày hôm nay, anh Giang sẽ là chuyên gia hỗ trợ cho chuyên gia Sơn trong việc tư vấn kỹ thuật nuôi úm gà cho gia đình ông Thành. Giao cho anh là nhanh nhẹn lên gọn người. Thế vỗ này nó nhổm hết lên đây này. Thế còn con nó yếu và gà nó có thể là do cái chất lượng máy nở nó thức thì nó bẹp xuống. Đây vỗ đây là nó nhào hết lên. Thế còn lại bây giờ anh kiểm tra ngẫu nhiên từng con một. Kiểm tra thêm hộ khác nữa không? Kiểm tra thêm hộ khác. Thì kiểm tra nhiều hộ thì giá nó chuẩn. Đấy. Nhào hết cả lên. Chứng tỏ gà là nhấn lên nó rất là nhẹ người. Nó không nặng, không có cái dấu hiệu nặng bụng. Thế còn lại bây giờ anh kiểm tra cá thể của từng con thì anh quan sát đây này. Lông này, thì quan sát mắt này, quan sát mỏ này, quan sát chân này. Thế rồi là cái rốn của nó đây này. Đấy, thế thôi. Nếu mà nó đạt các cái tiêu chuẩn là lông bông, mắt sáng, mỏ thẳng, chân không khèo, rốn kín thì là chấp nhận. Đấy. À, mình cho vào. Đây cháu gửi chú giấy cả. Đây, giấy kiểm tra, giấy kiểm dịch đây. Ba tờ đây rồi. Giấy kiểm dịch thì đã đủ cái cầu rồi, đủ điều kiện rồi. Anh cầm đấy này. Ra ngoài tỉnh là phải có cái giấy này, nó phải có ba tờ đấy. Đấy bây giờ là chú kiểm tra kỹ giống giúp cháu ạ. Trước khi mình dập thì mình lô giống nào thì chú cứ kiểm tra cho cháu nó có đảm bảo chất lượng để theo yêu cầu của mình không. Không được, đối với gà nhà anh Giang này thì là chúng tôi rất là tự tin tưởng vì đã từng nhập nhiều lần gà của nhà anh Giang rồi. Vâng. Là giống rất là đảm bảo là chuẩn là tốt. Cho nên chúng tôi tin tưởng lắm. Vâng. Kiểm tra này cũng thì gọi là kiểm tra chứ còn thì vẫn cái tin tưởng của các nước trước là hàng đầu. Dạ vâng ạ, như lô gà này thì nó có đặc biệt hơn các lô gà hàng trước. Lô gà này của cháu thì đã tiêm cái vaccine 2-1, tức là nó thêm cái bệnh Gumboro. Vừa là Mazek, vừa là Gumboro. Đúng rồi, Mazek đa giá và Gumboro thì chú sẽ giảm được 2 lần bắt gà và nhỏ vaccine của 2 lần Gum đó thì sẽ giảm được công chi phí mà con gà nó không bị stress thì cái thời gian đó nó sẽ tăng trưởng tốt hơn. Đây là gia đình chỉ cần làm 2 cái loại vaccine lưu thôi. Đúng rồi, mới tiêm một lần trước khi bán. Đúng rồi. 2 tháng. Tiêm chủng cùng lúc 2 loại vaccine cho gà 1 ngày tuổi, hay còn gọi là công nghệ vaccine 2-1. Cụ thể, cơ sở của anh Giang sẽ bổ sung chủng thêm vaccine phòng bệnh Gumboro nhập khẩu từ châu Âu, bên cạnh vaccine Marek như thông lệ. Theo anh Giang, việc chủng ngừa vaccine 2-1 cho gà sẽ mang lại cho người chăn nuôi nhiều lợi ích như tiết kiệm chi phí, giảm công lao động, vaccine có khả năng bảo hộ tốt hơn. Thực ra thì cái làm vaccine 2-1 thì đương nhiên là cái chi phí để cho một liều vaccine 1 ngày tuổi thì nó chi phí cao hơn. Tuy nhiên thì với cái bối cảnh chăn nuôi nó gặp khó khăn như thời điểm hiện nay thì tôi cũng không thể giúp gì hơn cho bà con là sẽ giảm cái phần chi phí bệnh tật rồi thuốc men gì đấy cho bà con một chút thì bên đơn vị chúng tôi chịu thiệt đi một chút trong cái thời điểm hiện tại. Thì không cộng thêm cái phần chi phí phát sinh thêm vào cái con gà giống 1 ngày tuổi. Mà chúng tôi cái này chỉ là miễn phí hoặc là tri ân cho những cái khách hàng mua gà giống bên tôi và được hưởng cái vaccine 2-1 này. Nó sẽ thuận tiện cho cái việc là anh không phải bắt gà nhiều lần để anh xử lý vaccine. Anh chỉ cần anh làm một lần thôi nhưng anh có thể phòng được nhiều bệnh. Như vậy là chuyên gia Sơn đã xác nhận lô con giống mà anh Giang chuẩn bị cho ông Thanh đảm bảo chất lượng và giấy tờ đầy đủ. Gà giống sẽ được vận chuyển vào khu vực nuôi úm mà ông Thanh đã chuẩn bị. Như vậy là lô gà giống đã được vận chuyển vào khu chuồng nuôi úm của gia đình nhà ông Thanh. Theo cảm nhận của tôi thì gà giống khá là nhanh nhẹn và đồng đều. Tuy nhiên là trước khi đưa lô gà giống này vào khu chuồng nuôi úm thì chuyên gia Vũ Ngọc Sơn cũng như là anh Giang sẽ tiến hành kiểm tra và đánh giá công tác tổ chức nuôi úm đã được ông Thanh chuẩn bị trước đó.
cái chuồng gà nhà chú Thanh thì thưa chú Sơn là cháu thấy đánh giá là chú Thanh là một người rất là kỹ tính và cẩn thận về công tác vệ sinh, dọn dẹp và sạch sẽ. Cháu không nhìn thấy một cái mảng nhện ở trong cái chuồng này. Thứ hai là cái nền này là chú quét vôi theo cái kiểu này là cũng rất giống nhà cháu, tức là mình hòa vôi sột soạt dạng sữa ông họ ấy, xong bắt đầu mình quét. Thì cái này cực kỳ tốt luôn. Và cứ sau mỗi một lần lứa mà chú làm được một lần như này thì đảm bảo là cái tốc độ phát triển của gà rồi, cái áp lực dịch gần như không có, vì lúc nào nó cũng như là chuồng mới. Cái này chú nhìn thấy là tất cả là đúng là chuồng mới luôn. Nếu ai chưa biết là không biết là chuồng này đã nuôi gà chưa đấy. Các dụng cụ ông Thanh cần chuẩn bị để nuôi úm gà con như sau: quây úm, đèn sưởi, chấu, máng ăn, máng uống. Chuyên gia Sơn sẽ lần lượt kiểm tra các bộ phận của khu nuôi úm. Đầu tiên là quây úm. Tiêu chuẩn quây úm gà như sau: quây úm bằng lưới, tôn hoặc cót ép, đường kính 3 đến 3,5 m, chiều cao trung bình khoảng 60 cm. Các chỉ số này giúp ông Thanh thuận tiện trong việc chăm sóc gà. Quây úm anh làm bằng cái vật liệu nhựa này thì tốt rồi, dễ vệ sinh, thế rồi là nó bền chắc. Đấy, và cái độ co giãn mình có thể là thích hợp. Thế còn cái mùa hè này thì rộng hẹp không quan trọng lắm, bởi vì nó không cần phải sưởi. Thế nhưng mà vì hôm nay anh làm cái quây này nó quá to. Đấy, nếu anh làm úm hai quây thì đường kính quây của nó chỉ có 3 mét thôi. Còn anh làm quá to, đường kính của nó 5 mét thì anh nuôi 1.000 con anh cho luôn vào một quây cũng được. Như vậy là chuyên gia Sơn đã xác nhận quây úm của ông Thanh chuẩn bị đã đảm bảo yêu cầu, phù hợp với điều kiện nuôi úm gà trong giai đoạn mùa hè. Tiếp theo đèn sưởi, hiện tại vẫn chưa được ông Thanh chuẩn bị trong khu chuồng này. Tí nữa anh chỉ cần lắp một cái bóng vào giữa cái chụp này thôi, cho nó sáng như vậy đấy, để trên này sáng, nó sáng tất cả cái chuồng phí. Anh chỉ để một cái bóng sáng ở giữa chuồng thôi, để cho buổi đêm nó ăn. Còn đêm nhiệt độ hôm nay 31 độ, không cần phải sưởi đâu. Vẫn đủ nhiệt, không phải sưởi đâu. Đấy, chủ yếu là lúc ấy buổi đêm thì anh kéo hết tất cả các cái bạt vào để cho gió nó còn lùa vào. Đúng rồi. Chấu là yêu cầu quan trọng tiếp theo cần chuẩn bị. Chấu dùng làm quây úm phải là loại chấu mới và được sát trùng nhiều lần trước khi đưa vào quây úm. Độ dày lớp chấu trong quây úm trên 10 cm. Thưa thầy, là cái chấu này em mua chấu mới và đồng thời rồi. Là đưa ra ngoài trời nắng phơi phun tiêu độc khử trùng hai lần rồi. Tức là về mặt chất lượng chấu là thấy sáng màu lắm, chấu rất sáng màu và chất sáng màu với cái độ dày của đệm lót là mùi được. Thơm của lúa nó vẫn còn. Kể cả là cái độ dày của chấu là cũng rất là phù hợp. Còn nuôi úm mùa hè mùa đông cứ đổ dày thế này không quan trọng. Kệ nó thôi. Vì sau này đến lúc mà gà nó to mình còn cào ra cơ. Thế nó dày thế này thì con gà nó nằm ở trên cái chấu này nó tơi xốp, nó còn đi phân, nó còn bới, mình cái sau này mình còn xới đảo. Các dụng cụ khác như máng ăn, máng uống cũng đã được ông Thanh chuẩn bị sẵn với số lượng và kích cỡ máng đạt yêu cầu. Ông Thanh có thể tiến hành vận chuyển gà giống vào quây úm. Như vậy là gà giống đã được vận chuyển ổn định vào quây úm như thế này. Một kinh nghiệm mà đã được nhiều nông hộ đúc rút đó là khi mà bà con thả gà vào quây úm như thế này mà gà tản đều trong khu chuồng thì chứng tỏ rằng là gà đã đủ nhiệt. Bà con không cần quá lo lắng về cái nhiệt độ nuôi úm cho gà. Nhất là trong thời điểm hiện nay thì nền nhiệt độ ngoài trời cũng vẫn đang khá là cao. Tuy nhiên thì trong thời điểm này thì thời tiết thường xảy ra những cơn mưa bất ngờ, cho nên bà con cũng như là ông Thanh cần chuẩn bị thêm một hệ thống đèn sưởi để phòng khi mà thời tiết chuyển lạnh. Chuyên gia Sơn đang hướng dẫn ông Thanh cách pha nước cho gà uống. Glucocase là 1, tức là 1 gram trên 1 lít nước. Nó đọc kỹ đây này. Glucocase là 1 gram trên 1 lít nước. Còn cái vitamin này là 1 gram trên 4 lít nước. Thế mà còn cái này cũng là 1 gram trên 4 lít nước.
kháng sinh với lại vitamin là tương đương nhau. Uống cả ngày luôn. Hết cả luôn. Tối cũng thế. Tiếng sau khi vận chuyển gà vào quê uống, ông Thanh có thể bắt đầu cho gà ăn bằng loại thức ăn chuyên dụng cho gà giai đoạn nuôi uống. Lưu ý là máng uống, máng ăn cần được bố trí gần nhau và trải đều trong quê uống. Như vậy là với sự hỗ trợ của chương trình khởi nghiệp cũng như là anh Giang, cuối cùng thì ông Thanh cũng đã có chuyến nhập giống thành công. Hy vọng rằng với những tín hiệu vui từ thời tiết cũng như thị trường thì lứa gà này ông Thanh sẽ thu được hiệu quả kinh tế cao. Trước khi bước vào nội dung tiếp theo của chương trình là tổng kết lứa gà đầu tiên với chương trình khởi nghiệp, xin mời quý vị bà con hãy cùng trong giây lát và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Lứa gà đầu tiên, ông Thanh xuất bán khi gà đạt hơn 5 tháng tuổi, tức là muộn hơn 1 tháng so với kế hoạch. Nguyên nhân là do giá gà giảm, tâm lý chung của ông Thanh cũng như nhiều bà con là giữ gà để chờ giá và bán lẻ cho thương lái để được giá cao. Thế nhưng những tính toán ấy cũng không khiến ông Thanh hài lòng với lứa gà này. Cũng nản một phần. Thế thì trong lúc nuôi gà thì là vì cái lý do như thế cho nên là cũng không thấy rằng là những cái thu nhập nó thấp cho nên không được vui vẻ thoải mái lắm. Chuyên gia Sơn đang kiểm tra sổ sách để cùng ông Thanh đánh giá tổng kết vụ nuôi. Kết quả vụ nuôi đầu tiên với 2.000 con gà nhập đầu kỳ, ông Thanh bán gà ở 5,5 tháng tuổi, trọng lượng bình quân 1,9 kg một con, tỷ lệ nuôi sống 80%. Sản lượng thu hoạch cuối kỳ là 3.163 kg. Với giá bán trung bình 74.000 đồng một kg, doanh thu đạt 234.062.000 đồng. Chi phí chăn nuôi hết khoảng 224.605.000 đồng. Sau khi trừ chi phí, ông Thanh thu lãi hơn 9,4 triệu đồng. Anh mới nuôi lần đầu mà. Thế là mình cũng phải đánh giá lại cái kết quả chăn nuôi của mình sau một cái giai đoạn để mình rút kinh nghiệm. Sau đó thì mình triển khai mình nuôi cái lứa vừa nhập gà đây này. Để xem rằng là mình có còn tiếp tục được nữa không hay là dừng cuộc chơi tại đây. Vì trong sản xuất là nó phải tổng kết như thế thì nó mới ra được cái kinh nghiệm. Tất nhiên rằng là trước khi đi vào tổng kết với anh thì mình cũng có những cái nhận định khách quan là cái thời điểm gà nuôi thịt trong cái năm 2019 này. Thực sự là chăn nuôi gà không thuận lợi. Chủ yếu là do cái sức mua của thị trường nó không ủng hộ đâu. Thế là cái người chăn nuôi gần như là không hồ hởi lắm. Theo chuyên gia Sơn, để đánh giá một lứa chăn nuôi có thành công hay không, cần đánh giá theo các chỉ tiêu như sau: tỷ lệ nuôi sống, tỷ lệ tiêu tốn thức ăn trên 1 kg thể trọng, giá thành sản xuất. Lứa này, gà nhà ông Thanh đạt khoảng 80%, trong khi tỷ lệ sống cho phép theo quy trình đối với gà nuôi bán chăn thả là 92-95%. Tổng kết bán ra là được 1.600 con. 1.600 hao mất 2%. Dạ vâng. 2% này thì anh có xác định được cái thời điểm hao nó vào cái thời điểm nào? Vâng. Thưa thầy là về hao mất 20%, tức là mất 400 con. Thì nó vào, nếu mà tính ra thì vào 3 giai đoạn. 3 giai đoạn. Một giai đoạn bé và một giai đoạn lúc trung bình và một giai đoạn cũng đã to sắp được xuất bán. Thế bé bao nhiêu phần trăm? Thì là cái bé thì cũng phải đến gần 10%. 10%. Là vì lý do là úm trong cái giai đoạn này nó lạnh quá, bất rét quá, đúng không? Lạnh nó rét quá. Nên nó sinh những cái bệnh như là bệnh lý này. Rồi. Rồi thời điểm tháng 10 này, 19 tháng 10 nó dư tháng 11 là lạnh rồi. Vâng, nó rất là lạnh quá. Đấy. Theo cháu được cái tỷ lệ nuôi sống ấy mà nó bị hao hụt ngay từ lúc đầu ấy. Thì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái giai đoạn sau. Đến giai đoạn sau. Nhưng cháu sợ nhất là đến cái giai đoạn to lên rồi nó bị hao hụt. Vì nó ăn rồi mình không thu được vốn. Là cái thằng đấy là thằng nó
tiêu tốn của mình rất nhiều tiền, tức là nó ăn cám, ăn cám rồi, thuốc rồi, đúng rồi, đủ thứ rồi, nó mới lại sắp được thu rồi, sắp được thu rồi nó mới lan ra. Bán chứ là hao gà bé thì không không sợ, mất con giống thôi. Cái giai đoạn gà bé mà nó hao thì mình không nói nữa, nhưng khi đã nó lớn rồi thì cái khâu chăm sóc là phải tốt để làm sao nó không bị hao khi đi lớn. Vì khi đã hao con gà to là nó chỉ là hao do cái quy trình chăm sóc của mình thôi. Cái lỗi thứ nhất là lỗi về thời gian nuôi. Vâng. Tăng chi phí. Cái thời gian nuôi là do thị trường thôi. Lỗi thứ hai là cái tỷ lệ chết. Vâng. Nhưng mà cái tỷ lệ chết này anh lại không chế được cái giai đoạn sau. Vâng. Đúng không? Vâng. Thế là nhìn thấy hai cái lỗi thứ hai. Như vậy, tiêu chí tỷ lệ sống của gà chưa đạt yêu cầu. Tiêu chí tiếp theo là về tỷ lệ tiêu tốn thức ăn. Tiêu chí này sẽ được tính bằng tổng lượng thức ăn chia cho khối lượng xuất bán. Trên nếu nói về chi phí thức ăn. Chú nuôi gà như thế là bị tốn cám. Tốn cám. Cháu đúng chia rồi. Ra là nó 5 cân 2 cho 1 cân gà. Thì... Là vì nuôi kéo dài hơn 1 tháng, gần 2 tháng nữa thì nó ăn nó có lớn nữa đâu. Bao nhiêu anh ra nhỉ? FGA của nó thì khoảng 3 cân 3 cân 6. Tiêu tốn thức ăn nhiều quá. Tiêu chí cuối cùng là giá thành sản xuất. Giá thành sản xuất được xem là chi phí đầu tư cho 1 kg gà. Nếu như chi phí sản xuất ra 1 kg gà thấp hơn giá bán, có nghĩa là người chăn nuôi có lãi. Ngược lại, nếu chi phí chăn nuôi cao hơn giá bán, thì người nuôi sẽ lỗ. Giá thành sản xuất của lứa nuôi được tính bằng tổng chi phí vụ nuôi chia cho tổng sản lượng bán ra thị trường. Như vậy, giá thành sản xuất ra 1 kg gà của gia đình ông Thanh ở lứa này là hơn 71.000 đồng 1 kg. So với giá bán 74.000 đồng 1 kg thì ông Thanh chỉ có lãi gần 3.000 đồng 1 kg. Giá thành sản xuất thông thường thì nó chỉ rơi vào khoảng 60.000. 60.000 trở lại. Cho 1 cân hơi thì con đấy gà là... chú, nếu 2 cân thì chú chi vào con gà đấy là khoảng 120.000. Còn thường thường như bọn cháu nuôi gà, bọn cháu tính từng tí một thì bọn cháu thuê người rồi. Và tính cộng cả thuê người vào nó mới ở mức giá đấy. Đúng rồi. Mà đấy là chú còn chưa tính công này. Nhà chú Thanh này là bị bán gà không liền lúc. Không bán gà không liền lúc. Vâng. Tức là bán giải rác, cái lỗi bán giải rác tức, bị mất tiền. Tức là như này, lúc bán một nửa cho Hà Vĩ với cái giá nó thấp quá, qua 60, 62 gì đó, 62. Thế còn lại là về sau phải bán giải rác cho người ta thì mới được là cái giá 70, trên 70. Như vậy, với việc chưa đạt được cả 3 tiêu chí chuyên gia đưa ra, có thể khẳng định ông Thanh đã có một vụ nuôi chưa thành công. Chuyên gia yêu cầu ông Thanh cần rút kinh nghiệm và khắc phục ở lứa gà tới. Như vậy là do lứa gà này ông Thanh chưa có nhiều kinh nghiệm nên trong quá trình chăn nuôi thì vẫn đang mắc phải nhiều sai lầm, dẫn đến những cái hiệu quả thu về không được cao. Cùng với giá cả thị trường trong thời gian dài luôn ở mức thấp nên giá trị thu nhập từ lứa gà vừa rồi của ông Thanh cũng không đạt như mong muốn. Hy vọng rằng trong thời gian tới với sự hỗ trợ của chương trình khởi nghiệp cùng với những tín hiệu vui từ thị trường, ông Thanh sẽ thu lại hiệu quả kinh tế cao. Chúng ta sẽ còn gặp lại ông Thanh trong các chương trình khởi nghiệp tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.